Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển của Philippines sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 4. Sau đó khả năng cao nó sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay gần Biển Đông đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Lúc 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 123,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 39 tới 61 km h giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 km h Theo ông Hưởng, vị trí áp thấp nhiệt đới hình thành khá giống với vị trí của cơn bão số 3, bão Chà Kỳ. Tuy nhiên, điều kiện môi trường hiện nay không thuận lợi như thời điểm cơn bão số 3 xuất hiện, áp thấp nhiệt đới này phải chia sẻ năng lượng với một cơn bão đang hoạt động ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương. Ông Hường nói, vì vậy khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới chưa thể mạnh lên thành bão mà phải mất 1 đến 2 ngày để hoàn thành cấu trúc của bão. Ngoài việc chịu tác động của cơn bão phía Tây Bắc Thái Bình Dương, nó vẫn chịu tác động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới. Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới còn chịu một tác động nữa, đó là khối không khí lạnh có thể ảnh hưởng đến nước ta sau ngày 19 tháng 9. Với tất cả yếu tố này, cho thấy đường đi của áp thấp nhiệt đới sẽ rất phức tạp. Dự báo thời gian cụ thể áp thấp nhiệt đới thành bão, ông Hường cho rằng khoảng ngày 18 tháng 9 áp thấp nhiệt đới sẽ trở thành cơn bão số 4 năm 2024. Khi di chuyển đến giữa quần đảo Hoàng Sa, sẽ có hai kịch bản xảy ra. Kịch bản 1, bão số 4 di chuyển vào khu vực Trung Trung Bộ. Kịch bản 2, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và ảnh hưởng đến miền Bắc, phía Bắc miền Trung. Ông Hường nói thêm, tất cả dự báo của Việt Nam và quốc tế đều nhận định cường độ của bão số 4 không thể mạnh như bão số 3. Nếu theo kịch bản 2, bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền vào cuối tuần này, còn theo kịch bản số 1, bão sẽ tác động sớm hơn từ 1 đến 2 ngày. Trường phòng dự báo thời tiết lưu ý về gió mạnh trên Biển Đông. Từ sáng ngày 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 7 từ 50 tới 61 km h giật cấp 9, từ 75 tới 88 km h biển động mạnh. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sóng cao 2-4 mét. Để chủ động ứng phó với những diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ ngành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh, Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Quản lý chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trường các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc là không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương và bộ ngành có liên quan sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời tiến hành trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về bộ. Tin báo mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, gọi tắt là Pagasa cho biết, vào hồi 16 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới KN ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 124,5 độ Kinh Đông, cách thành phố Tuguegarao, Cagayan của Philippines, 290 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, 55 km h giật 70 km h xuất trung tâm 996 HPA. Áp thấp đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10 km/h, gió mạnh mở rộng ra ngoài lên đến 360 km từ tâm áp thấp nhiệt đới. Gner dự kiến đổ bộ vào Isabella hoặc Aurora vào đêm ngày 16 tháng 9 hoặc là sáng sớm ngày 17 tháng 9 và có khả năng sẽ xuất hiện trên vùng biển ven bờ của La Union hoặc là Pangasinan vào trưa ngày 17 tháng 9. Sau đó xoáy thuận nhiệt đới sẽ di chuyển về phía tây trên biển Đông cho đến ngày 18 tháng 9 trước khi chuyển hướng tây bắc vào ngày 19 tháng 9 và hướng đến phía nam đất liền Trung Quốc. Gner có thể rời khỏi khu vực dự báo của Philippines PAR vào khoảng tối muộn ngày 17 tháng 9 hoặc là sáng ngày 18 tháng 9. Gn có khả năng sẽ đi qua vùng đất liền lưu rông dưới dạng áp thấp nhiệt đới, mặc dù không loại trừ khả năng mạnh lên thành bão hoặc suy yếu nhẹ trước khi đổ bộ. Tại Biển Đông, áp thấp nhiệt đới Gn có thể đạt đến cấp bão nhiệt đới vào tối ngày 17 tháng 9 hoặc là sáng ngày 18 tháng 9. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cho hay, đường đi của áp thấp nhiệt đới này khá giống với đường đi của bão Sobajagi, cũng đi qua phía bắc Philippines vào Biển Đông, qua đảo Hải Nam của Trung Quốc và vào Vịnh Bắc Bộ. Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Việt Nam, lúc 14 giờ ngày 16 tháng 9, áp thấp nhiệt đới dự kiến di chuyển vào Biển Đông trong ngày 17 tháng 9 và mạnh lên thành bão vào ngày 18 tháng 9. Từ sáng ngày 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 7, 50 tới 61 km/h, giật cấp 9, 75 tới 88 km/h, biển động. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2 tới 4 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sáng ngày 16 tháng 9 cho biết áp thấp nhiệt đới đang ở vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Cơ quan Khí tượng nước ta cho biết đang theo dõi thêm về diễn biến để có cảnh báo cho người dân. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, mô hình dự báo của Cơ quan Khí tượng nước này đã có cảnh báo rõ về áp thấp nhiệt đới này. Cụ thể, sáng mai, ngày 17 tháng 9, hình thái thời tiết này sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 4. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, theo phân tích nhận định xa thì các điều kiện đều thuận lợi để áp thấp nhiệt đới này mạnh thành bão, khả năng nó sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bà Lan cảnh báo, hướng di chuyển và vị trí ảnh hưởng sẽ còn thay đổi do tác động của nhiều hình thái thời tiết khác, do đó người dân cần theo dõi thường xuyên để có phương án phòng chống. Trưa ngày 16 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng có bản tin dự báo về áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines. Cụ thể, hình thái này đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15 tới 20 km/h vào biển Đông. Dự báo 10 giờ sáng mai ngày 17 tháng 9 sẽ ở trên biển Đông vùng biển phía tây đảo Luzon, sau đó áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây tây nam, khoảng 20 km/h mạnh lên thành bão. Tới ngày 18 tháng 9, bão ở cách quần đảo Hoàng Sa 400 km về phía đông đông nam. Từ sáng ngày mai, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 7 từ 50 tới 61 km h giật cấp 9, 75 tới 88 km h biển động mạnh. Về thời tiết Nam Bộ, ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ cho biết 24 giờ qua, khu vực có mưa rào diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to. Lượng mưa tại cái nước tỉnh Cà Mau là 67mm, đồng ban tỉnh Tây Ninh là 64,4mm. An Ninh KV3, tỉnh Kiên Giang 58,8 mm, Hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh 51,8 mm, Long Điền Tây, tỉnh Bạc Liêu 36,4 mm. Trong thời gian tới, miền Nam tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, thời gian mưa nhiều tập trung về chiều và tối. Các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Địa Vũng Tàu, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng có nơi mưa từ 100 tới 120mm. Vào 10 giờ sáng ngày 16 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 124,4 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, cấp 7, từ 39 tới 61 km h giật cấp 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 15 tới 20 km. Trong đêm ngày 16 tháng 9 và sáng ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 17 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông vẫn giữ cường độ mạnh cấp 7 giật cấp 9. Trong 24 giờ tiếp theo, tính từ 10 giờ sáng ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và tiếp tục mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ sáng ngày 18 tháng 9, tâm bão trên khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 tới 15 km. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là cơn bão có diễn biến rất phức tạp về đường đi và cường độ do sự chi phối của nhiều yếu tố, cần liên tục cập nhật các bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng ngày 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 7, từ 50 tới 61 km h giật cấp 9, từ 75 tới 88 km h biển động mạnh, sóng biển cao 2 tới 4 m